ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về hòa bình của Quốc gia Đại gia. Để học đến hòa bình của Quốc gia Đại gia là nhằm phân tích là phi hoạt động cũng như là bản chất trong tiến trình thanh diệt của tất cả chúng sinh. Thức ra thời gian được xem là đồng hành với các chủng loại sinh vật. Kể từ khi các chủng loại này được kết thành sự sống với các chuyên nhân các chuyên pháp hội tiến triển trong suốt thời gian tồn tại và ngoại nghiệp thể hiện thành ra một chủng loại tương thích địa nghiệp. Thì tính cách đồng hành đó mà chúng ta địa này được định nghĩa bằng rất nhiều danh xưng khác nhau. Các danh xưng phổ thông bao gồm trước hết xem A Đại Gia như là tâm, với một cái nhìn rất là bao quát, và tâm này là tâm nền tảng chứa đựng hết tất cả các năng lực của hành vi. Nên là chúng có thể được hiểu là chúng tôi rất tức là nơi bản thân tập chứa dung nạp có hoạt động của tất cả các loại hạt giống, có thể từ khi hành vi của chúng được thể hiện bằng lời, bằng thân thể hay là bằng tư duy. Và những hạt giống này đã được lưu giữ tích lũy một cách đảm bảo theo công thức bảo toàn năng lượng. Danh xưng thứ hai còn được gọi là Adana, tức tại vì nó là nơi cũng có ý nghĩa tương tự là giữ các trung tử và sắc căn. Không để cho chúng bị hư hoại. Như vậy là khi đề cập đến cái này ba này chúng ta là na đó thì ta phân tích về ngoài hai hoạt dụng đặc biệt của nó. Các hạt giống được bảo toàn, sắc căn tức là thân thể và các giác quan được hoạt động tương thích để chúng không bị kết liễu sự sống. Bởi vì cái chết được gọi là thật sự dựa trên các hoạt dụng của các giác quan bắt đầu được liễm tắt. Đến độ là thức đó không còn cơ sở vật lý nội tại nào để có thể tiếp tục duy trì mạng sống của nó. Cái chất lâm sàng được định nghĩa là não, tim là những hoạt động. Nhưng mà thực ra ở một số tình huống đó, thì chúng vẫn còn tồn tại ở một mức độ như thế. Và vì cái hoạt động của giác quan đó, nó kém và yếu, gần như là không thể hiện ra được bên ngoài. Khi trên thực tế, tâm thức đó vẫn đang còn tồn tại. Phần lớn do vì cái tâm tiếc nuối và một niềm hy vọng đang được duy trì ở trong tâm thức, cộng với cái nhân duyên về tuổi thọ của người đó lúc đó,
kéo dài thêm dài 3 giờ và 3 ngày. Cho nên nó làm cho sắc căn tiếp tục được tồn tại. Cho nên vẫn có những tình trạng sau khi con người được cái chất lâm sàng tuyên bố khai tử, nhưng vài ngày hôm sau người đó sống lại, cũng có tình huống là chôn dưới lòng đất đã vài hôm rồi, người đó lại trở thành là một người chưa được chết. Là bởi vì nhờ cái tức Ariya với danh xưng là Arana. Thứ ba, tức này còn được gọi là sở tri. Tức là nó là nền tảng để lưu trữ lại hết tất cả các năng lượng của thấy, nghe, ngửi, biết. Và ta có thể xem nó như là tổng hành dung hay là tổng trụ sở, hoặc là tất cả những nền tảng quan trọng nhất để cho các năng lực của các cơ quan được tiếp tục tồn tại, hoặc đã tồn tại rồi thì tiếp tục được phát triển. Đây là điểm lý giải khá lý thú từ kinh luận Đại Thừa mà các trường phái thuộc về Nam Tông, tôi không dùng chữ những người có thể chấp nhận được, thì không đồng quan điểm rằng là có một tâm thức Ariya, mặc dù vẫn thừa nhận rằng là các nghiệp lực không kết thúc khi hành động được kết thúc, và cái năng lượng duy trì đó là nó được diễn ra dưới cái cấu của tâm thức nói chung, mà không nhất thiết phải định về nó là Ariya hay là một cái danh xưng nào đó trong tất cả các cái gì. Thứ tư, Ariya còn được gọi là vô cấu thức hay là bất tự thức. Trong tình huống này nó được hiểu như là cái nền tảng di cứ của tất cả các hạt giống vô lậu, không làm cho chúng sinh bị rơi rớt một cách chính hẳn trong dục giới, sắc giới, nhiều sắc giới, hay là trong các chủng loại chúng sinh mà các hoạt dụng của lòng tham sân si còn chứa đựng dễ này. Và định nghĩa này căn bản là để minh họa và lý giải cái tâm thức của các hành giả đã đạt được quả vị từ hai căn trở lên. Thì lúc đó toàn bộ thức này chỉ còn là lưu trữ các hạt giống thanh tịnh đã được chuyển hóa một cách tận gốc rễ và không có tình trạng tán ngược hay là trở lại ngay cái thời điểm mà khi người đó còn là Phật tử bất tử. Từ ý nghĩa này nó phát sinh ra thêm một vị danh thứ năm, đó là vô một thức. Tức là thức này không mất đi ở trong tiến trình tái sinh, và lại càng được bảo toàn khi một người đã trở thành một thánh. Vì thức này không mất đi cho nên tất cả các cái năng lượng hạt giống được gieo trồng trong nó sẽ được lưu giữ ở mức độ tương thích mà lần trước chúng ta đã phân tích một cách rất là khái quát. Đó là những vị danh căn bản mà Thầy Thích Nhất Thượng đã cung cấp chúng ta. Khi đi vào hoạt dụng của nó đó thì ta tạm dịch nghĩa một cách đơn na bài kệ mô tả về thức này, mà trong hai buổi vừa qua đó chúng ta mới phát
phân tích một cách khái quát trên nền tảng là những cái đủ thì về hai câu đầu thôi. Sơ tha là gia thức chỉ thuộc những cái chủng, thứ ba là bất khả thi chấp họ. Sứ liệu thường giữ xúc. Chúng tôi xin nhắc câu không theo thầy thơ, bởi vì trong cái thầy thơ thì nó dẫn tới nhiều chỗ sai. Tác ý thọ tưởng tư tương ưng chi sản thọ, thị vô phú vô ký, xúc đẳng diệm nghiêm thị,
các vật dụng này được nhìn nhận là khá vi tế. Thì cái mức độ vi tế của nó mà nó được gọi là bất khả thi. Ở trong triết học hiện đại, cái niệm bất khả thi là một đề tài tranh luận khá sôi nổi. Và trong triết học tôn giáo, quan niệm về bất khả thi được xem như là cái bước trình phong rất là tốt để làm lắng dịu mọi tranh luận về những vấn đề mà con người không biết giải được, hay là buộc cho đối phương phải chấp nhận rằng là các kiến văn giác tri và chủ nghĩa tiến sĩ rồi bao gồm luôn tất cả những thứ dục có một cái giới hạn tương đối, và từ tầm mức tương đối này mà đánh giá những cái tương đối là một sự sai lầm về phương pháp, vậy đó không thể chấp nhận được. Khái niệm bất khả tri trong tri thức học lại có một nghĩa khác. Sở dĩ mà ta tạm gọi Đức Ca Đại Gia là khó biết được, bởi vì cái hoạt dụng vi tế của nó ở hai phương diện. Thứ nhất là trong tình huống một hành giả nào đó đạt được trình độ diễn thọ tưởng định, thì tâm thức không có nghĩa là ngưng hoạt động hoàn toàn, vẫn tồn tại một cách rất là thầm lặng và vi tế bên trong. Cái biểu hiện được ngưng ở bề mặt nổi của hoạt dụng là cảm giác và ý niệm hóa. Và nói theo bài học, thọ và tưởng chỉ là hai hoạt dụng chứ không phải là toàn thể tâm thức, vì ít nhất ở trong ngũ uẩn ta còn có hành và thức, cái phần tâm tư, cái phần hoạt dụng rất vi tế bên trong. Và khi nào còn có hoạt dụng vi tế đó thì cái nhận thức của con người vẫn được xem là còn tiếp tục hiện hữu. Cho nên tương truyền tổ Bồ Đề Đạt Ma chín năm diễn bích không nói một lời nào, không ăn không uống trong trạng thái bất động như thế không phải là một sự tu điệu, mà trên thực tế là đang sống ở trong tình trạng diễn họ tưởng định như tâm thức và tổ chức của nó. Thứ hai, tính cách bất khả tri này được lý giải rằng là ngay cả trong những tình huống mà con người bị bất tỉnh, hầu như các biểu hiện của các giác quan lặng cách nhưng tâm thức vẫn còn đang nằm, cũng giống như tình trạng một cái loại cây nào đó thường được gọi là những cây bò sát đá hay là những vật liệu gì đó được chất chồng lên, thì trong suốt thời gian tảng đá này đang còn nằm trên đó, nó không có hoạt dụng làm cho ta có cảm giác rằng là chúng đã bị kết liễu sự sống rồi. Khi răng là có ra còn một cơn mưa xuống thì chúng sẽ tiếp tục mọc và sống theo một cách thế rất là tương tự, tùy theo cái cấu trúc của tảng đá mà cái độ bò và trường tạo cái tư thế để hướng về ánh sáng tiếp tục duy trì vào trong đó, là điều mà ta thấy là một chuyện môn nhiệm của sự sống vốn ở trong tự thân nó, chứ không do quá khứ một cái tình huống nào hay là nhân vật nào tác động đến.
lý do thứ ba là với Đức Phật đưa ra là không có một chúng sinh hữu tình nào tồn tại mà không có tâm thức. Như vậy hoạt dụng của tâm thức ở trong lời hữu tình là hai chiều duyên thể, chỗ nào có tâm thức chỗ đó có chúng sinh, chỗ nào có chúng sinh hữu tình chỗ đó có tâm thức. Khi tâm thức đã rời một cách vĩnh viễn ra khỏi cấu trúc thân thể của hữu tình thì lúc đó hữu tình này được xem là khai tử, và ngay cả trong tình trạng khai tử nó không mất đi, tiếp tục tìm kiếm một cái tâm, một cái thân thể mới, như tính là một cái con tai. Cho nên cái tính cách vi tế như thế này được gọi là bất khả thi. Điểm thứ tư là bởi vì tất cả các cảnh hay là đối tượng nội tại được nó ghi nhận hay là tiếp xúc luôn luôn diễn ra theo một cái cơ cấu là thường trực, lúc nào cũng có gì đó. Biểu hiện của sự tiếp xúc này là rõ ràng hay là tiềm ẩn, đó là chuyện riêng, nhưng sự tiếp xúc là không thấy rõ. Và bản chất của cảnh cũng như là nội tại nó bao gồm tất cả các loại hạt giống ở trong tự thân của nó, trong qua sự tiếp xúc này hết sức là biên tế, và phải hết sức là tinh tế thì ta mới có thể cảm nhận được sự mô tả và phân tích về mặt sự thật trong sự tương tác người tiếp. Cho nên nó được gọi là bất khả thi. Trong tiếng ba, trong tiếng sanh lúc chấp thọ được gọi là u ba di. Được chỉ chung cho tất cả các hạt giống là chủng tử. Và thứ hai là tham dục khó khăn. Tức là bổ căng thân, thân có căng và thân không có căng khác nhau ở chỗ đấy là các hoạt dụng giác quan còn tiếp tục hoạt động trên thân thể vật lý đó hay là đã kết liễu do một cái tác động dịch với bản chất sống của nó. Thi thể dầu vẫn còn tứ chi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhưng các giác quan nó đã liễu tất hoàn toàn, cho nên đó gọi là thân không có căn. Còn cái tiến trình chấp thọ của tất cả đại gia là bám víu trên nền tảng thân có căn, tức là có các giác quan ở trên cơ thể vật lý. Như vậy khi thân thể đó không còn hoạt dụng của các giác quan nữa thì ngay tức khắc đó tâm thức thời gian sẽ rời bỏ để đi tìm một cái phôi thai mới. Mà lúc đó mặc dầu các giác quan chưa được hình thành nhưng tâm thức đó vẫn bám vào vì cái tiềm ẩn và các năng lực nội tại ở trong cái phôi này trong khoảng thời gian những 10 tháng sẽ tạo ra các giác quan một cách đầy đủ. Như khi nó đang tin đó, trước đó về bản năng. Như vậy cái điển hình của sự chấp thọ tức là lưu giữ và bảo hộ bao gồm nhất là các hạt giống được hiểu là cả mọi sự kinh nghiệm và những diễn biến thuộc về quá khứ.
nói đến chủng tử trong tình huống này là nói về những biểu hiện đã từng diễn ra trong cuộc đời của con người và các chủng loài chúng sinh nói chung. Như vậy, ý nghĩa của chuyện chấp thọ đối với tăng nữ có thân với các loài chúng quan cho thấy là khi nào tâm thức còn tồn tại thì các giác quan tiếp tục còn hoạt dụng dầu rất là mệt. Nếu ta áp dụng công thức này để phân tích về cái diễn tiến của cái chết thì hầu như là mỗi người diễn ra theo một cách khác nhau. Ta có thể chia làm hai nhóm chính. Nhóm một là nhóm mà khi tuổi thọ của con người đã đến cái mức mà sự sống đó cần phải giới thiệu vì các giác quan, các bộ phận chi phần trên cơ thể đã giảm luôn quá mức, ta là gọi là chết do tuổi thọ. Thì lúc đó thai dương sẽ bắt đầu ngưng hoạt động, các thần kinh ngoại biên và thần kinh cảm giác một bên là tiếp nhận, một bên là thể hiện sự cảm nhận từ bên trong dọc theo xương sống ra ngoài thì gọi là ngoại biên, còn bên là tiếp nhận tất cả những cái từ bên ngoài đi vào bên trong và là thần kinh cảm giác là ngưng và tắt liệm cái kích hoạt hay là hoạt động của chúng. Trong tình trạng hấp hối mà chúng ta thấy từ hai bàn chân bắt đầu lạnh rồi lên tới đầu gối, lên tới đùi, hai bàn tay, các ngón ta không còn tự vệ nữa, lên tới luôn ở vai luôn, và cái phần nóng nó tụ lại ở trên một bộ phận nào đó của cái thân thể, ta sẽ biết rằng là cái tiến trình sự chết của người đó sẽ diễn ra trong vòng vài tiếng hoặc là vài ngày. Theo kinh nghiệm thống kê của chúng tôi trong tình huống đi hộ niệm cho những người lớn tuổi có thể chết do hết tuổi thọ thì phần lớn cái chết nó diễn ra vào cái giờ cuối đời xuân. Cái này không phải là một mê tín, bởi vì khi mà cái quy luật của vũ trụ nó diễn ra theo một cái thời điểm mà nó không ủng hộ nhiều hay là nó không tương thích nhiều với cái cơ thể con người dễ chết là tháng 7 là tháng mà người già chết nhiều, được dân gian lý giải của hồn linh bất mãn. Thực ra nó là một tiến trình rất là vật lý và khoa học, bởi vì tháng 30 nhiều khí hậu thay đổi mà người lớn tuổi với các giác quan đã già mòn rồi, thích ứng với chúng chặt, cho nên một bất cẩn về sức khỏe có thể dẫn đến sự chết tế bào sống. Còn ở nhiều nước có tiếp phủ quanh năm thì từ tháng 12, tháng 1 là đám tang gì mà trong các quốc gia đó đâu hề có nền văn hóa là các cô hồn bị bắt mạng là bắt hồn đó họ bằng thực chất. Như vậy là khí hậu thời tiết không thích hợp dẫn đến sự chết của một chúng sanh nhanh hơn là trong những cái mùa khí hậu thích hợp. Ta chỉ cần dựa vào cái cấu trúc của tứ hành xuân để đón biết được rằng là người đó sẽ chết trong ngày là giờ nào, để là có thể tư vấn cho gia quyến đừng quá tiếc nuối mà cứ lưu giữ bệnh nhân ở bệnh viện. Vì làm như thế thì nó không có kéo dài mạng sống chi hơn, ngược lại nó sẽ dẫn đến tình trạng là làm cho người quá cố rơi vào tình cảm là quyến luyến mạng sống của mình. Cho nên khi bác sĩ cho hay rằng là mạng sống của người này chỉ còn là tức tắc của thời gian thì ta nên mạnh dạn đem về để lo phát tinh thần và tâm linh, tụng niệm rồi nhắc nhở rồi tư vấn rồi trị liệu tâm lý để giúp cho người đó rửa bỏ, có một chuẩn bị rất là chú đáo để sự ra biết được có ý nghĩa. Và ta đấu kiến trước được rằng bây giờ đi sẽ là gì nào theo cái thứ hình chung.
tình huống thứ hai là cái chết không phải là do hết tuổi thọ, có thể là do hết nghiệp hoặc là một cái tác động nghịch kỳ với sự sống, từ được gọi là hoãn tử, là chết bất kỳ tử. Thì hầu như ta không thể đông đo tính tiếp được cái sự lặng tắt của các giác quan, bởi vì nó sẽ diễn ra rất là nhanh. Ví dụ có người bị ung thư bao tử, thì ta thấy là buổi sáng vẫn còn đi đứng tầm hồi sinh hoạt nói chuyện với giao tế, thậm chí không có đau gì hết. Mà đến cái ngày cuối vẫn còn đang ngồi sinh hoạt bình thường, thì phát hiện ra là trong cuộc mình đau quá, vài hôm sau trở thành người thiên đường. Thì lúc đó là các giác quan nó vẫn còn hoạt động, cái phần thân nó vẫn duy trì hoạt dụng các giác quan này một cách khá tốt, như một ức chế bên trong nhận đến sự kết liễu sự sống. Cho nên là tâm thức a la da trong tình huống này là nó rơi đi một cách rất là đột ngột, bởi vì nó không có cái cảm nhận rằng sự chết sẽ diễn ra mình ở trong một thời gian quá ngắn. Còn có người nằm và lần lần chết do hết tuổi thọ thì cái cảm nhận đó thì diễn ra như thế. Cho nên thường chết theo tình huống như vừa nêu đó, nó dẫn ra hai tình trạng một và phần lớn trên vào tình trạng này, và từ đó dễ dàng siêu mới vừa ăn cơm xong nói chuyện vui vẻ ngã xuống thế nào quá nhắm mắt cũng sẽ luôn. Thì hầu như là người đó không hề có một ý niệm về cái chết và sợ chết trong đầu của mình, vẫn tham quan, vẫn lo, vẫn sinh hoạt, vẫn làm việc. Cho nên nó tiến trình tái sanh rất là nhanh và tâm thức rời khỏi thân này cũng rất là nhanh. Cái hạt giống từ đó được bảo luôn và nó kéo theo hết thì trong tiến trình là sanh tử của con người. Như vậy chỉ có trong tình huống là chết do hết tuổi thọ, cái người đó nó dễ dàng cảm nhận không? Rằng là cái bệnh của mình ngày càng nghiêm trọng, ngày càng nặng, ngày càng nguy đáp. Do vậy sự tiếp nối nếu không có tư vấn và trị liệu tâm linh sẽ dễ dàng diễn ra, dẫn đến sự cản trở trong sự tái sinh là chuyện có thể có. Cái niệm kế tiếp là xứ liệu. Chúng tôi niệm vô tận nào một cặp từ dễ hiểu, chỉ chung cho thế giới hoàn lại. Nếu chấp họ được hiểu là một tổng thể của thế giới hiện tại và thân thể của con người, thì xứ liệu là đối tượng tâm ngữ mà tâm thức A La Da xem như là một cái đối tượng bám víu vào hay là tương tác trong hoạt dụng của nó. Liệu được hiểu như là biểu hiện hay là một cái tiến trình nhận thức rất là rõ ràng để nhằm thể hiện tất cả các hành tướng, giúp cho chúng ta có thể cảm nhận và không lẫn lộn chúng với nhau, mặc dù chúng có thể rất là gần và giống nhau. Ở trong bộ phim Face Off, làm trình diễn là giật mặt, thì giả thuyết của khoa học diễn tưởng rằng là trong tương lai đó, dựa vào cái cấu trúc nhân bản vô tính mà người ta có thể chế tạo ra một thứ mặt người khác giống 99.99%. Và các nhà tình báo
sẽ dựa vào cái pháp minh mới này để dễ dàng điểm là cái tạng người với chiều cao và mập ốm nó tương thích với cái điều mình cần dễ dàng, thì người đó sẽ được khoát lên trên mặt của họ một cái chiếc mặt nào mới. Mà nhìn từ những biểu hiện bên ngoài, người ta không biết được rằng đây là người già hay là đây là người nhân bản, còn kia là người thật. Thậm chí máy móc có thể tiến bộ đến một mức độ là lấy một cái mẫu ngôn ngữ và những cái biểu hiện của thân thể qua tướng đi đứng nằm ngồi, sau đó đưa vào cái cơ cấu phân tích nhận diện rõ ràng đây là cá tính của người mà người ta muốn giải dạng, sau đó cho cái người giải dạng bắt trước trong vòng 1 tháng trời, thì hai bản này được xem như là một đó. Trong trường hợp của người đóng vai Tô Hùng Phong phải vào sống với sở thú trên mấy tháng trời, quan sát và phân tích nó vậy sao, nó vui nó thiền sao, nó buồn nó tức nó thiền sao, cặp mà nhờ quan sát và tập như thế cả mấy tháng trời bây giờ nó sẽ xong. Thì cái bộ phim này cũng là một cái cốt truyện đó. Người giả dạng đã thể hiện ra mình là cái người được giả dạng, và cả hai người này đều có tình nhân. Cái người được giả dạng đó có khi thể hiện tình yêu với người tình của mình và dùng cái bàn tay quét được cái má nó một xíu, và sau đó có thể hiện những cái khác. Có người giả dạng trong cái này đó, đây là chuyện không thể quá sao được. Cho nên đó, khi mà thể hiện tình yêu, cái người phản thích với dạng chị là một tại sao này đây có cái dấu hiệu bất thường, mà kể từ lúc mà có vấn đề này diễn ra thì hầu như là cái đó cái bất thường của chị đó có cái hỏi tới chuyện đó tạo ra cái đó, thì anh ta cảm thấy là từ đó 9 giờ người phản thích này mà việc phát hiện ra cái tình trạng giả dạng đó thì bài đọc. Cho nên cái gì nó cũng có cái ổn hóa để giải mã, cái đó nó được gọi là biểu hiện, tức là nhận diện một cách rất là rõ ràng. Tâm thức anh là nó có được trong thân được đó. Tất cả các hạt giống được lưu giữ bên trong đó, nó sẽ sắp theo các lớp ngăn của bộ não và dựa vào các cơ chế tiếp theo đó để chúng ta nhận diện và nhận dạng một cách rất là chuẩn, không có sự lầm lộn sai lầm. Hai anh em song sinh giống nhau cái hình thôi, thậm chí là cái ngữ điệu và cái cách thức giao tế giống nhau một chút, nhưng nếu là người thân của người chị hoặc là người em thì cả hai người này sẽ không đàn lộ là người chị với người em và người em với người chị được, nó có một cái gì đó đặc biệt hơn, khác hơn. Và cái nhận thức hiểu được đó tùy theo những tình huống, không gian, điều kiện, ngoại hình, nói chung là cái gì mà nó thuộc về cái biểu hiện, cái thể hiện bên ngoài thì nó được nhận dạng rất là rõ. Cho nên ta có thể nói sự nhận diện về khí thế gian, tức là thế giới vật chất hay là thế giới hiện tại một cách rất là rõ ràng, và cái điều nhận thức rõ ràng như thế được gọi là bất khả thi. Là mô tả nó rất là khó trong những tình huống mà ta chỉ có thể là người trực tiếp thể nghiệm hay cảm nhận đó thôi, nói ra thì là khó hiểu lắm, cho nên gọi là bất khả thi, chứ có nghĩa là không thể biết. Bây giờ cái ngôn ngữ đó nó có giới hạn, để dùng cái từ mà các triết học đặc biệt là tản độ đó thường sử dụng cái bất khả thi để mô tả về cái mức độ vi tế trong vấn đề liệu điều thật tướng hay nhận diện thật tướng diễn ra của con người. Cho nên đây là cái cơ sở y tứ của tất cả các loại thuộc tính. Bây giờ sau này vào luật pháp thế giới cho phép là nhân bản vô tính con người đi nữa, thì ta vẫn thấy là người gốc
và người 1, người 2, cái đó là người N làm cái đi đó, nó chỉ có mức độ giống ở cái tỷ lệ là 99,99, còn phần còn là 0,0 là khác, và cái khác đó chính là điện lực. Cho đó là ta nói về cái cấu trúc của gen di truyền ADN của con người hay được cấy tạo lai giống. Nhưng về phương diện tâm thức ta sẽ chấp nhận điều đó, là bởi vì tâm thức không thể nào được tạo dựng từ cái không có là điều đó, mà ở một nơi nào đó có một yếu sinh yêu cảm tương thích chất liệu sống, cho nên tâm thức đó được hòa nhập vào trong cái tiến trình nhân quả của thức này để tạo ra tâm mới. Như vậy bản chất tâm thức A Lại Gia vừa mới được hòa hợp vào, nó khác với cái bản gốc về tâm thức của người được lấy các cái mẫu ADN để tạo ra một hợp sống mới, có cấu trúc ngoại hình gần như là 97%. Mặc dù tình trạng này nó chưa diễn ra, nhưng mà ta có thể lấy học thuyết tâm thức học để phân tích về tình huống này, thì cái đó cũng được xem như là một cái phần mà sứ liệu, tức là cái nhận dạng hết sức là vi tế. Đề cập đến mối quan hệ của Aliya với các tâm sở, thì duy thức học cho rằng là nó chỉ tương đương hay là tương đối với các tâm sở biến hành, ta có thể hiểu biến hành là khổ thoát, sự đơn giản của chúng á là luôn luôn có mặt ở tiến trình của không gian và thời gian. Sở dĩ nó chỉ có tương thích với năm biến hành là bởi vì A Lại Gia được xem là tương hành trong quá trình chuyển biến, và năm biến hành này là cũng là khổ quá quá. Thì đến lúc nào thanh có thức hay là thanh có giác quan là không còn tồn tại nữa, thì lúc đó năm biến hành này mới tạm ngưng. Thì cùng lúc đó thì các hoạt dụng của những thứ này được tích tụ là dưới dạng năng lượng mà không lẫn lộn với nhau và được mang đi với tâm thời gian. Cho nên cái tính cách tương thích của chúng là được dành định và đánh giá về phương diện tính chất. Định nghĩa về xuất ở trong duy thức học giống như là kinh Tạng Pali là A Di Đà Phật, là nơi giao thoa của các giác quan là căn, các đối tượng là tầng, và phải có một sự phát sinh nhận thức được gọi là thức, và cái này nó được gọi là 18 giới, và được hiểu là Loka, tức là thế gian. Căn ta có thể hiểu là sinh lý, tầng ta có thể hiểu là vật lý. Khi hai cái này giao tiếp với nhau thì ta phát sinh ra cái phần tâm lý. Như vậy có thể hiểu cái được gọi là tâm lý với những cái biểu hiện từ cảm xúc đến nhận thức là một sự giao tương tác khi mà lực lượng các cơ quan tiếp xúc với tầng cảnh của nó. Khái niệm thế gian được đạo Phật quan điểm là sinh lý, vật lý và tâm lý.
do đó mỗi một sông chuỗi được kết nối bằng 18 hạt là dựa trên cái cấu trúc 6 căn 6 trần 6 thức này. Và các số nhân của chúng lên thì ta có 54, gấp đôi 54 đó thì ta có 108. Rồi các phiền não trước đây cũng được phân định là 108 phiền não, và các hành giả tự con được hướng dẫn là mỗi một cái động tác là một hàng chuỗi với danh hiệu được Phật được song hành còn với chủ hiệu là chuyện không toàn, thì các phiền não đó được phê chuẩn. Bởi vì cái cấu trúc của thế giới tâm học lý này đã được chuyển biến và đã được chuyển hóa, do đó ta có cả một thế giới nhân sinh quan và thế giới quan trên hành động của người thành chuỗi, cho nên sẽ không sẽ làm thiếu là lý giải việc trồng sâu chuỗi là cái gì đâu. Rất nhiều người bất đồng với tịnh độ không cho rằng ai gặp chuỗi người đó là tu chưa đến đâu, đúng rồi, giống như lính mà phải cầm súng vậy, mặc dù có thể là suốt năm chẳng hề có giặc, chẳng hề có bạo động, chẳng hề có những người làm ngưỡng lệnh luật pháp, mà cái người gác cửa các viên biên phòng vẫn tiếp tục cầm súng. Khi nào ta nghĩ thì có được cái hai để tạo ra cái tiến trình cảnh giác cao độ. Còn khi tâm được huấn luyện tiếp xúc với sâu chuỗi qua cảm giác lần thì thân thức chúng ta được hoạt dụng, đó là một sự chánh niệm tỉnh giác của chúng ta hướng về kiến tâm pháp luật, cho nên nó là một sự hỗ trợ hết sức là lợi kiện. Nó chỉ có thể là một sai lầm nếu ta thấy rằng là không có sâu chuỗi thì ta không tu luyện gì được, có thì ta chỉ hỗ trợ không có không sao. Kế tiếp, Thầy Vĩ Thúc Vượng còn cho rằng xúc sẽ giúp cho tâm và tâm sở tiếp xúc được với cảnh sắc. Cái tiến trình giao tiếp cảm này được diễn ra khi mà tâm và tâm sở, tức là thái độ tâm lý, sẽ tiếp xúc với những cái cảnh trực tiếp và gián tiếp, dầu thuộc về quá khứ, tại hay là trong tương lai, dầu là cụ thể hay là vị thế. Và đây là hai định nghĩa căn bản trong cuốn sách, ta thấy là nó hoàn toàn phù hợp với hành trình tâm. B, tác trí là tiến trình dẫn tâm đến đối tượng. Tác ý thì đóng một vai trò khá quan trọng. Có nhiều sự xúc chạm mà không hề có tác ý, vẫn bị cái này. Giới luật thanh văn tức là bao gồm giới phẩm sa di, sa di ni, tức sa mana ni, thì kêu là sa ni. Dầu cho việc tiếp xúc của các giác quan, đặc biệt là thân thể của một người đang ngoại giới, đã ngoại giới với một người khác giới phải, là có tác ý hay không cũng không quan trọng. Nếu sự tiếp xúc đó diễn ra thì sẽ phải có lòng nhẹ là đạo đàn, nặng là bao nhiêu. Là bởi vì bản chất của sự tác ý nó dẫn tâm của đối tượng làm việc và thái độ diễn trước là diễn ra còn rất là nhanh chóng khi mà gặp cái sự giao tiếp này đã được có mặt với sự hiện hữu của tâm. Còn chúng ta nằm ở trên lầu hai, trái và phải thì có cửa và con, xung quanh thì có đường dân cư, âm thanh tiếng ồn của xe, của người, của các loài chó, hầu như là không nào là không có. Mà nếu như tập trung để nghe cái lời phân tích về cuộc họp đấy, thì ta sẽ quên đi các âm thanh lắng khác bên ngoài. Là bởi vì cái tác ý của chúng ta đang dẫn đến đối tượng của cái bài giảng
và do vậy nó được làm vui với các đối tượng âm thanh đang hiện hữu xung quanh chúng ta. Như vậy cái tác ý này nó có chiều hướng là dẫn đến cái đối tượng buông thêm một chút, rồi nếu đối tượng buông một đó không đủ sức áp phê thì sự tác ý này sẽ chuyển qua đối tượng 2, 3, 4. Còn người nào mà có thói quen là bắt nhiều thứ một lúc thì cái mức độ tác ý của họ nó diễn ra theo cái kiểu mà chéo ngược. Những giây phút trước thì đối tượng ưu tiên một, giây phút sau đối tượng ưu tiên hai, và do vậy làm cho người đó có ảo giác rằng là trong một đơn vị rất là thời gian người đó có thể liên hệ giao tới với những đối tượng chưa được tới nào. Như vậy là bản chất của tác ý nó được diễn ra như là một phần phẳng và chầm tròn làm thế trên đó. Cứ mỗi một đơn vị trôi qua cái thời gian thì cái trọng tâm vòng tròn này sẽ giao tiếp với mặt phẳng của đối tượng tiếp xúc là một cô du 90 độ, chứ là chỉ có một đối tượng như mặt trời cho đối tượng đi hẳn. Và khi mà huấn luyện về tác ý đạo Phật dạy chúng ta hoặc là như lý hoặc là như thực tác ý, còn tất cả những tác ý còn lại dựa trên cơ sở của suy luận, tưởng tượng, nội suy, quy đạo, tổng hợp mà chưa ra khỏi hay là không đặt trên nền tảng của như thực hay là như lý đều dẫn đến là suy luận sai lầm. Hầu như là phần lớn ở khổ niềm đau của chúng ta phát sinh là dựa trên cái nhận diện cái giác sai lầm này. Câu chuyện là thiếu phụ năm xưa thì chết một cách quan ức mà không dằn xét được cái cảm xúc của mình, khi nghĩ rằng là chồng mình xem mình như là một người không trung trinh, trong khi cô ta đã chứng minh điều đó bằng suốt mấy năm ở nhà, bao nhiêu người tới hỏi han nhưng mà cô ta đều không phản ứng để giữ lòng trung thủy ấy. Thế mà chỉ vì nghe đứa con trai phụ mình nói là ba tôi tối mới về nhà mà ông không phải là ba tôi, làm cho người chồng người cha này ghen lên, nghĩ rằng là vợ mình quái tình gì bằng đi. Cho nên từ cái giác sai lầm đó dẫn đến nhiều cái chết sai lầm đó, và chỉ giác sai lầm đó được gọi là tác ý không như lý hay là tác ý không như thực. Nếu được huấn luyện nhận thức là làm sao lấy cơ sở của hiện thực và nhất là sự khách quan làm nền tảng, và đây là thước đo của tri giác, nhưng chúng ta cũng phải phòng thờ bởi vì nó mà có cái câu thấy vậy mà không phải vậy. Ví dụ người mẹ sợ con mình cô đơn hoặc cảm thấy chúng bạn, cho nên mỗi đêm khi mà nó hỏi mẹ ơi ba con đâu thì người mẹ phải đứng và ngồi hoạt động trước cái ánh đèn dầu le lét để tạo ra cái bóng tương phản về mặt tường và nói với đứa con cái tri giác chưa được phát triển trọn vẹn đó rằng cái bóng đó chính là ba của con đấy. Như vậy đứa con này đang tiếp nhận một cái bóng chế của người mẹ, tạo ra cái ảo giác do bị đặt niềm tin trọn vẹn nơi người mẹ, cho nên nghĩ đó là người cha. Và khi người cha trộn về nhìn thấy đứa con của mình là giống khuyên bất mình mừng hạnh phúc vô cùng, và khi hỏi ba con đâu thì anh ta muốn đứa con nói rằng chú hay là bạn chính là ba của con, không thể nói ba con có mới về khác chồng. Như vậy cái cảm nhận từ lỗ tai của người cha này là một tri giác sai lầm dựa trên cái mô tả như thế. Như vậy dựa vào cái mô tả sai
đánh giá về cái tính đúng sai của nó thường dẫn đến những cái tình trạng là làm cho vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn. Hai cái tri giác sai lầm dẫn đến cái nỗi hàm quan rất lớn của người vợ, mà người vợ này vì nghĩ rằng chồng đánh giá mình thấp quá cho nên không đáng để chúng ta sống được, và đến tri giác sai lầm thứ ba là kết liễu cuộc sống. Vì đó bản chất của dư lý tác ý sẽ đình chỉ lại tất cả những cái chuỗi kéo theo của tri giác sai lầm. Trong nghiên cứu ta cũng đừng nên lệ thuộc vào uy tín của người bây giờ, dựa vào uy tín của người đó tất cả những điều gì được nói ta xem là chân lý, và một quan điểm sai dành cho hành của con cái của mình sẽ sai. Đó ta phải hết sức để xử lý cái hiện thực là cái chân lý làm thứ đó thì ta tránh được cái tác ý sai. Ở trong tình huống của ông Đức Alan Gia phải là xả họ, và đây là cái mức độ tương đương ăn tốt nhất. Lúc đó nó không có những cái biểu hiện của khổ, và lại càng không có những biểu hiện của lạc, bởi vì khổ lạc nó được gọi là dĩ mục sinh. Là sự cố mặt của nó là một tiến trình trôi trải theo thời gian, được chứng mùi dựa vào điều kiện và hoàn cảnh. Trong khi đó xả thọ thì nó lại không bị đời phục vào vui lực này. Tước ca đại gia là thường hằng, cho nên nếu nó có cái tiến trình bị dị lục sinh diễn ra với cái cảm giác thì cảm giác đó sẽ không thường hằng. Như vậy bản chất của xả thọ là cái điểm tương thích cũng nhất, và tức là gia bám giả. Bản chất của thọ là lãnh đạo tất cả những sở duyên, dù là thuận hay là nghịch. Sở duyên tức là đối tượng được tiếp xúc. Khi các giác quan chúng ta tiếp xúc với trần cảnh của nó thì mỗi một sự tiếp xúc như vậy đều dẫn đến cái thái độ của tâm lý, cái tại sao đồng tình dẫn đến thái trước hay là không đồng tình dẫn đến sự khác như là người được gọi chung là thuận và nghịch. Cái tiến trình của cảm giác sẽ tiếp nhận hết tất cả các cái dữ liệu của nghịch đó để dẫn đến những phần chúng ta đi kế theo. Tưởng là cái tiến trình thu nhận cảm tưởng từ đối tượng, thu nhận của người lớn và người trẻ có mặt khác nhau, người già mắc mờ hay là những người bị không còn thấy nữa, nghe cái lưới đi, cái động tác vận chuyển mà phát ra một cái nhận thức tư tưởng, có phải con hai về không, mẹ mấy ngày nay đau lắm sao con không về. Khi cái động tác vận chuyển thôi là người ta có thể cảm nhận được rằng đây là động tác của người nào. Khi mà con mắt không hoạt động thì lỗ tai với cái tri giác của nó sẽ mạnh hơn bình thường. Còn là một người nam ấy, bước đi và cái độ dập chân tạo ra cái phần địa chấn căn bản bỏ ra cái đường sinh học ở bên ngoài như thế nào thì những người mô ấy, cũng cảm nhận được rất là rõ như thế. Còn người trẻ thì cảm nhận nhanh hơn vì tri giác đó nó còn khỏe mạnh. Như vậy là cái việc mà tiếp thu ảnh tượng từ đối tượng đúng hay là sai nó lại thuộc rất nhiều yếu tố. Do đó yếu tố quan học, rồi không gian, rồi sức khỏe của mắt, và thậm chí là một số tình huống là sự suy luận
dẫn đến tiến trình phá có đúng kẻ ta là điều mà chúng ta phải thừa nhận thôi. Tin là khiến cho tâm của đối tượng hay là tâm của đương sự phát khởi là một cái ý định hay là quyết định, ý tưởng hoặc là quyết định tạo tác gì đó. Ta có thể hiểu nó như là tự do ý chí, là một quyết định của con người dù đúng hay sai đều do tư này khác có. Người thực tập tâm thức tập nhiều thì có cái năng lực phán đoán trực quan nhân quả, cho nên là hạn chế một cách tối đa về những sự sai lầm. Còn người có thực tập về tứ thể nhiều thì đó có một cái phán đoán rất nhanh và độ chuẩn xác khá cao, loại trừ các tình huống phản ứng phụ do sự sai lầm mà ra. Thì năm loại tâm lý này nó được xem là thường hằng hiện hữu với bất cứ một con người nào khi mà các giác quan vẫn đang còn tồn tại trên thân thể người đó. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ